Sau đây là kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 14 tháng 3 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 07. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 197. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5567, 5454, 4818. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 2994. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 19957, 39711, 03292, 52230, 12575, 11140, 13591. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 84726, 23878. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 38963. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 30935. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 849263. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 849263.